xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 1 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để tu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tổ tí công việc Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối nhắc nhở người tuổi tỷ cần phải cư xử khéo léo, tinh tế hơn để không làm tổn thương những người bên cạnh. Vô lại, sự tập trung cao độ giúp hiệu quả công việc được nâng cao rõ rệt. Tình cảm Vận trình tình cảm từ sáng, đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương để nhớ. Những người đã lập gia đình nên tận dụng thời cơ này để hâm nóng tình cảm lửa đôi. Tài chính, Vận trình tài lộc do dâu, sự xuất hiện của thiên tài mang tới cho người tuổi tỷ món hơi lớn trong công việc. Cẩn trọng, tránh để lý do gì cản trở tới việc duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe. Tuổi giáp tý công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuổi bính tý tự tin quá mức mà không xem người khác ra gì. Tuổi mậu tý được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Tuổi canh tý không kiểm soát được các cảm xúc tiêu cực, tuổi nhâm tý tương lai có nhiều hứa hẹn, con số may mắn số 4 số 8 màu sắc may mắn màu đen màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi thân. hay tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát tràn sen, người tuổi Sửu bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng tràn đầy. Tuy nhiên, khó tránh khỏi chuyện thị phi rắc rối gây bất lợi cho quá trình thăng tiến nên cần giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, sự xuất hiện của tỷ kiên báo hiệu sẽ có sự thay đổi bất ngờ trong mối quan hệ tình cảm. Có nhiều chuyện không vui ập tới cùng lúc và đòi hỏi con nhấp này phải có sự chuẩn bị vững vàng. Tài chính Vận trình tài lộc biến động, theo đó con giáp này cần phải lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để kiểm soát được túi tiền. Cẩn trọng nên chăm chút đẩy tới ngoại hình bản thân trước. Tội ất sủ, công việc gặp phải nhiều trở ngại. tuổi tinh sủ, khó giữ được bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. tuổi kỷ sủ, cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. tuổi tân sủ, cho nên đưa ra quyết định đầu tư quan trọng Tuổi, quý sửu mối quan hệ gia đình còn có nhiều điểm khác biệt Con số may mắn số 1, số 9, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại Trong mọi tình huống, người tuổi dân cần phải có cách cư xử linh hoạt và nhạy bén để không rơi vào thế bị động Cùng với đó, người tuổi dần cần nên cố gắng và chăm chỉ thêm nữa để sớm chạm tới thành công. Tình cảm Vận trình tình cảm chuyển mình rực rỡ. Sự nâng đỡ của tam hội cho thấy đây là thời điểm thích hợp để người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến. Hoặc khác, cũng có người đang có tình cảm và biết đâu sẽ ngỏ lời yêu thương với bạn. Tài chính Vận trình tài lộc vững vàng, bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin về khả năng kiếm tiền cũng như tích lũy của mình. Cẩn trọng nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không phải lúc nào cũng gặp khuôn cứng nhắc. Tuổi Giáp Dần đứng giữa mối quan hệ phức tạp, tuổi Bính Dần chưa tìm ra cách giải quyết cho vấn đề. Tuổi Mậu Dần vợ chồng thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu, tuổi Canh Dần cần tế nhị hơn trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi nhâm dần không nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối thách thức do tính cách vội vàng và nóng nại của mình cộng với hung tinh vây hãm nên tâm trạng của những chú mèo cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trong giai đoạn này. Tình cảm Vận trình tình cảm ngọt ngào, người độc thân dễ dàng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng thông qua những cuộc gặp gỡ trong công việc. Tình cảm vợ chồng cũng được gắn kết trở lại nhờ sự nỗ lực vùng vén tình cảm của những người trong cuộc. Tài chính, Vận trình tài lộc đi xuống, ảnh hưởng từ công việc chính gặp rắc rối nên nguồn thu chủ yếu cũng bị kéo xuống. Cẩn trọng, sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống rõ rệt do tác động của ngũ hành một Vượng Tuổi ất mão nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tuổi đinh mão tự tạo rắc rối và xung đột với cấp trên. Tuổi kỷ mão đưa ra những ý kiến đúng đắn. Tuổi tân mão quan tâm hơn đến suy nghĩ của nửa kia tội, quý mẫu công việc đối diện với những vấn đề phức tạp. Con số may mắn số 21, số 6, màu sắc may mắn màu hồng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối trôi chảy, kiếp tài xuất hiện và đòi hỏi người tuổi này phải quan sát, phân tích tình hình cụ thể rồi hẳn đưa ra quyết định sau cùng. Bên cạnh đó đừng quên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để hạn chế sai sót. Tình cảm Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió, các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi thân trở nên thẳng thắn ngột ngạt. Tốt hơn thì cả hai nên dành cho nhau những khoảng cách riêng để suy nghĩ về mọi thứ. Tài chính Vận trình tài lộc biến động không ngừng, tiểu nhân đeo bám nhắc nhở người tuổi thân cần phải thật thận trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Cẩn trọng, chú ý đến các vấn đề liên quan tới niềm tin vì dễ bị đánh mất tiền của hay bị lừa gạt. Tội chấp thân thường xuyên than thân trách phận khi gặp xui xẻo. Tội bính thân mối quan hệ với người thân không thuận. Tội mậu thân không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng tội canh thân có khoảng cách trong quan hệ và chồng tội nhâm thân không nên cứng đầu cứng cổ không chịu nghe ai con số may mắn số 4, số 10, màu sắc may mắn màu tím màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi không quá khó khăn để người tuổi tỵ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi tỵ bắt tay vào thực hiện những dự định đã bổ từ trước. Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhận tin vui đem tới câu chuyện tình yêu ngọt ngào cho những người đã lập gia đình. Còn nếu chưa tìm được người đồng hành thì cũng không có vấn đề gì bởi sự ưu tiên hàng đầu của con nhấp này lúc này là sự nghiệp. Tài chính vận trình tài lộc do dâu, tử vi ngày hôm nay cho biết con nhấp này không gặp phải bất cứ khó khăn nào về tài chính nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn cẩn trọng thiếu tự tin không dám thử sức ở các lĩnh vực mới tội ất tỵ đi đến đâu cũng được yêu được mến tội đinh tỵ còn khép kín và chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới tội kỷ tỵ làm việc không ngừng nghỉ nên được hưởng thành quả Tội tân tỵ quan hệ vợ chồng khẳng kích gắn bó. Tội quý tỵ không có niềm tin ở những người xung quanh. Con số may mắn số 17, số 41, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tử vi cho biết đây là thời điểm thích hợp để phát triển các ngành liên quan tới sáng tạo nghệ thuật. Có thể những ý tưởng mà bản mệnh đưa ra không nhận được sự ủng hộ ngay lập tức nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Người độc thân vẫn một mình lẻ đóng vì chưa có được ý trung nhân. Dù đã cố gắng rất nhiều, có thể là nhân duyên chưa mỉm cười nên chuyện cưỡng cầu cũng vô ích tài chính vận trình tài lộc đi xuống nguy cơ hao tài là rất lớn do ảnh hưởng của ngày ngọ mão tương phá cẩn trọng các vấn đề về da hô hấp gặp vấn đề trong mùa hè tuổi giáp ngọ cho nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng một mình tuổi bính ngọ túi tiền hao hụt vì chi tiêu khống khoản tuổi mậu ngọ không phải thời điểm thích hợp để đầu tư Tội canh ngọ, đừng vội bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Tuổi nhâm ngọ, người nhà luôn ở bên cạnh ủng hộ bạn. Con số may mắn số 4, số 9, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc, Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra chưa tới nơi tới trốn. Tử vi ngày mới khuyên người tuổi này chớ vội đưa ra quyết định hay kết luận nào khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Việc bồi dưỡng thêm tri thức cũng như kỹ năng sẽ giúp bản mệnh tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước nhảy vọt rõ rệt, tuổi mùi độc thân dễ dàng tìm gặp đối tượng hẹn hò như ý trong ngày. Sức hấp dẫn từ nửa kia là vô cùng mãnh liệt khiến con giáp này gần như bị cuốn hút hoàn toàn. Tài chính, vận trình tài lộc gặp gắc rối. Nếu không sớm có kế hoạch chấn chỉnh lại chi tiêu thì sẽ sớm rộng tuổi. Cẩn trọng, không nên nhìn mặt mà bắt hình dung hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tuổi ất môi gặt hái thành công nhờ sức của chính mình. Tuổi đinh môi nên có kế hoạch dài hạn cho cuộc đời mình tuổi kỵ mùi có cơ hội được tăng lương thưởng nóng tuổi tân mùi công việc làm ăn tiến triển xuân giả tuổi quý mùi cần chủ động san sẻ công việc nhà với người ấy con số may mắn số 12, số 3, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tỵ chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Người tuổi thân có xu hướng lơ là, hành xử bất cẩn nên khó tránh khỏi các rắc rối không đáng có. Lúc này, việc xây dựng kế hoạch và danh sách cụ thể, những việc cần phải làm sẽ thu gặt được kết quả dễ dàng hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm dễ gặp rắc rối. Khi phải đối mặt với đống hỗn độn trong cảm xúc, thì người tuổi này sẽ liền rơi vào tình trạng hoang mang, bể tắc Tốt nhất là tránh nói lời khó nghe khi nóng giận để tránh làm tổn thương đến người bên cạnh. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, mặc dù công việc không được thuận lợi nhưng bản mệnh vẫn có thể nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Cẩn trọng, sức khỏe xuất hiện các vấn đề bất ổn do làm việc quá sức. Tuổi chấp thân, tìm ra những hướng đi mới phát triển công việc. Tuổi bính thân, nóng nại, hiếu thắng và luôn cho mình là nhất tội canh thân không tìm được tiếng nói chung trong đời sống vợ chồng tuổi nhâm thân nhanh chóng tìm ra người phù hợp con số may mắn số 36 số 9 màu sắc may mắn màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tý 10 tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thực thần trợ mệnh mang tới những may mắn bất ngờ trên con đường danh lợi của người tuổi này Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội nhận được lời đề bạc thăng tiến nhờ vào cách thể hiện xuất sắc trong quá trình làm việc. Tình cảm: vận trình tình cảm kém sắc, mối quan hệ tình cảm dễ vướng phải nhiều rắc rối, thậm chí là rạn nứt vì có kẻ phá hoại. Những người trong cuộc nên giữ khoảng cách an toàn với những người khác phải bên ngoài để phòng hiểu lầm xảy ra. Tài chính. Vận trình tài lộc không tệ, sự nhạy bén, tinh tế mang tới cho con giáp này cơ hội rõ rệt để làm đầy tủ tiền của mình. Tuổi ất dậu, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tốt đẹp. Tuổi đinh dậu, quý nhân giới thiệu cho cơ hội quý giá. Tuổi kỷ dậu, cần giữ khoảng cách an toàn với những người khác phải. Tuổi tân dậu, hãy dựa dặm vào người khác nhiều hơn tội quý giàu quan hệ tình cảm kháng khích gắn bó cẩn trọng sức khỏe đáng báo động do ảnh hưởng của dậu mão lục xung con số may mắn số 2, số 37, màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi hợi 11. tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng người tuổi tuất thỏa sức thể hiện năng lực và thể mạnh của mình Cách làm việc nghiêm túc, có kế hoạch mang tới cho những người tuổi này đánh giá cao từ những người xung quanh và cấp trên. Tình cảm, vận trên tình cảm khởi sắc, người tuổi tuất tìm thấy được cảm giác bình yên trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Dù rằng tốc độ tiến triển còn chậm nhưng vẫn có tín hiệu khả quan trong tương lai xa. Tài chính, vận trên tài lộc biến động do ảnh hưởng của kiếp tài, suy nghĩ xa rời thực tế có thể khiến tiền bạc không cảnh mà bay. Cẩn thận! suy nghĩ vu vơ chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi. Tội chấp tuất công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tội bính tuất không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tội mậu tuất không muốn san sẻ khó khăn với người khác. Tội canh tuất không có sự đồng điệu trong tình cảm vợ chồng. Tội nhầm tuất vô tình đắc tội với người khác. Con số may mắn số 35, số 72 màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Còn giáp này còn tìm được lợi thế nhất định để củng cố cho các kế hoạch đã lập ra từ trước. Khi có tham vọng và động lực thì chỉ cần lòng kiên trì bền bỉ là đã bước đầu có thể chạm tới đỉnh vinh quang. Tình cảm Vận trình tình cảm có sức bật đem lại nhiều tia hy vọng để con nhấp này làm lành với nửa kia của mình. Chưa kể, cuốn hút từ con giáp này vô cùng đặc biệt khiến cho người độc thân sẽ thích thú và có những chú ý tích cực đối với bạn. Tài chính Vận trình tài lộc hành thông, bản mệnh dễ dàng tìm được các cơ hội đầu tư kinh doanh tốt từ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cẩn trọng, nên cân bằng tốt giữa lý trí và cảm xúc tội ất hại nhận được sự trọng dụng của cấp trên tội đinh hại chớ bỏ lỡ những cơ hội thuộc về mình tội kỹ hại nên suy nghĩ đơn giản trong vấn đề tội tăng hại không ngừng tiến về phía trước tội quỹ hại chớ bỏ lỡ những cơ hội thuộc về mình và cố gắng sử dụng hết khả năng của bản thân để khẳng định vị trí của mình. Con số may mắn số 3, số 30, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ